Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tia hồng ngoại có bản chất sóng điện từ. Hoàn toàn đúng. B. Các vật ở nhiệt độ trên 2000 độ C chỉ phát tia hồng ngoại. Sai. Các vật có nhiệt độ trên 0 độ K đã phát tia hồng ngoại rồi. Và trên 2000 độ C thì ngoài phát tia hồng ngoại nó còn phát ra tia tử ngoại nữa và phát ra ánh sáng nhìn thấy nữa. Nên ở đây sai là nó chỉ phát ra, sai là ở từ chỉ. C, tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng tím. Câu này cũng đúng bởi vì tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn, vậy tần số nó phải nhỏ hơn. Tia hồng ngoại là bước sóng là lớn hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấy, có nghĩa là tần số phải nhỏ hơn à, tần số ánh sáng nhìn thấy. Như vậy C là đúng. D, tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt tác dụng nổi bật của tia ngoại tác dụng nhiệt hoàn toàn đúng. Như vậy ở câu này chọn phương án sai thì lại chọn B hay là B?